Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được một vài chiếc Yaris Cross thì em sẽ xin phép quay video để giới thiệu và báo giá cho anh chị thời điểm tháng 10 năm 2024. Phía xa kia thì em đang có hai chiếc phiên bản xăng lái điện là màu trắng và màu xanh nóc đen. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản màu cam, đỏ cam, nóc đen của phiên bản máy xăng. Thì em xin phép đầu tiên là sẽ đi xung quanh xe một vòng để anh chị xem chi tiết về xe. Và tiếp theo là sẽ báo giá cho anh chị về cái giá của thời điểm hiện tại tháng 10 năm 2024. Thì như anh chị có biết thì chiếc xe Yaris Cross này là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên là hiện tại đang được nhà máy cũng như là đại lý hỗ trợ cho anh chị là 50% thuế trước bạ cho dòng xe này. Và tính ra lăn bánh thời điểm hiện tại này cũng rất là hợp lý. Cụ thể như sau, thì đối với dòng xe máy xăng thì có giá niêm yết là 650 triệu. Hiện tại bên em đang giảm là 32 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 689 triệu. Và nếu anh chị quan tâm để trả góp thì trả trước giúp em số tiền là 195 triệu là mang xe về. Và đối với những anh chị quan tâm đến màu khác là màu trắng ngọc trai thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em, hoặc màu có nóc đen thì cộng thêm 12 triệu. Đó là phiên bản máy xăng. Còn phiên bản xăng lái điện, em có một chiếc màu đỏ, màu trắng nóc đen ở đây. Thì đối với màu trắng nóc đen này thì giá niêm yết của phiên bản xăng lái điện sẽ là 765 triệu. Hiện tại thì em đang giảm là 37 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 810 triệu. Nếu mà anh chị quan tâm để trả góp thì chuẩn bị cho em số tiền là 237 triệu. Còn đối với màu trắng ngọc trai cũng như màu có nóc đen thì cũng cộng thêm chi phí giống như là phiên bản máy xăng vừa rồi em có thông báo cho anh chị. Thì em sẽ đi xung quanh một vòng chiếc xe này để anh chị xem qua, xem mà xem phiên bản máy xăng và phiên bản xăng lái điện thì có khác gì không anh chị nhé. Cơ bản thì chắc là anh chị nhìn qua thì cũng không có gì khác biệt lắm. Đây là một chiếc màu xanh nóc đen, cũng là bản xăng lái điện. Còn phiên bản bên này là phiên bản màu trắng. Em zoom gần hơn một chút để anh chị xem được cái màu trắng ngọc trai, màu xanh của nó này. Những cái chiếc xe mà có dán mui màu trắng như này thì là chiếc xe nhập khẩu bên em vừa mới về, chưa kịp bóc ra để anh chị xem. Khi nào anh chị chốt thời gian lấy xe thì em sẽ bóc nó ra. Thì vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá bán của thời điểm hiện tại để anh chị nắm được. Còn về nếu đối với anh chị là đang phân vân giữa hai dòng xe phiên bản máy xăng và phiên bản xăng lái điện thì em sẽ phân tích cho anh chị như sau. Đối với số tiền chênh lệch khoảng hơn 100 triệu thì nó sẽ có một vài cái điểm khác biệt như sau. Đầu tiên là về ngoại hình thì nó chỉ khác một chút ở các cái, gần như không khác gì, chỉ khác một vài cái điểm. Ví dụ như phiên bản ở hông xe sẽ có cái chi tiết là biểu thị là HEV thôi, nó không có ở đây này. Thì phiên bản máy xăng thì không có. Còn về tính năng thì khác nhau những gì? Đầu tiên nhắc đến là phải chúng ta nhắc đến máy. Phiên bản máy xăng này phiên bản 1.5 xăng thuần xăng, còn phiên bản xăng lái điện là 1.5 hybrid. Và phiên cái thứ hai là sẽ không có cửa kính trời toàn cảnh. Những phiên bản xăng lái điện này sẽ có cửa kính trời toàn cảnh ở đây. Và tiếp theo sẽ không có là ở phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản máy xăng sẽ không có cốp điện, còn phiên bản xăng lái điện sẽ có cốp điện. Đó là ba cái điểm khác biệt. Còn về ngoại hình nội thất thì sẽ giống hệt nhau. Camma 60 Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, sạc không dây, mọi chi tiết đều giống nhau cả. Và đợt này thì bên em cũng đang triển khai cũng về được khá nhiều xe trong tháng 10. Thì anh chị nào quan tâm đến dòng xe này, quan tâm đến giá xe, phiên bản xe, màu xe cũng như trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.